Chào mọi người, quay lại kênh cân câu Nhật Bản của mình. Hôm nay thì mình lại có một số cân. Cân thì hôm nay mình sẽ thay nửa ý nha mọi người. Giới thiệu qua để mọi người xem và mua giùm mình nha, mua ủng hộ nha. Cái cân đầu tiên là một cái cân gì đây? Đây, mọi người xem thử đi. Mình không biết đọc tiếng Anh. Đây, xem qua ngoài hình nha. Cái này thì nặng 200g. Đọt của nó là đọt 2.4. Vươn ra 2.6 mà thu về là 70 cm nha mọi người. Đây. Đọt 2.4 này. Cái cân này thì mình thấy độ cứng của nó khoảng 15 á. Đây. Ok. Cái chỗ này này, mọi người xem các giọng phía trong luôn nha. Đây. Cái này là người ta buộc nhờ này, buộc nhờ đầu bú này. Còn cái này á, thì mình không hiểu vì sao mà cái này bị người ta dán keo lại chỗ này luôn, dán cái khuyến này luôn. Đây. Mọi người xem các giọng ở phía trong nha. Cái này thì chất liệu phíp nha mọi người. Rồi. Đây. Đây. Rồi, xem phần khuyên. Khuyên này, khuyên của nó ở đây có 1 2 3 4 5 6. 6 khuyên bao gồm cả đầu bu. Khuyên bọc inox này. Ở trong là đá trắng. Đây. Có bọc cường lực này. Khỏi bị tước cân này. Những cái này đều bọc lại cân hết. Khuyên là khuyên trượt. Đó. À. Không phải, khuyên này gắn vào đây. Đó. Đây, cái này thì nó giảm rồi nên thu lại đến được. Còn cái đầu bú này thì mất đá rồi nha mọi người. Đầu bú này thì mất đá rồi. Đó. Ở chỗ này á là sộp này. Sộp cứng. Bạt là bạt vằn. Bạt vằn. Rồi ok, cái này cái số 1. Cái số 1 này mình bán 120 nha mọi người. Số 1 120. Rồi một cây. Rồi tiếp. Tiếp theo là một cái cân giả trúc. Một cái cân giả trúc được quấn nhờ phần cán. Tổng thể của cái cân là như thế này đây. Mọi người xem qua cái ngoại hình của nó nha. Đây. Cái này á thì nặng 160g. Đọt của nó á, đọt hiện tại đang còn là 1.4. Vừa ra 36, thu với 102 cm. Đây, phần này là quấn nhờ này. Phần này là quấn nhờ nha mọi người. Đó. Rồi. Ở phía trong á, đây. Cái phần dây nhớ á, mà để buộc cái đầu bú buộc cái đầu cước này thì nó bị mất rồi, nên người ta buộc cái cước vào đây làm cái lòng ở đây. Đây, để mình buộc cước vào. Đây, phần này đây. Nó như thế này nha. Rồi, mọi người xem ngoài hình các giống ở trong này. 1 2 3 4 5 có một dòng ngắn nối. 6 thấy đó là 5. 5 dòng nha mọi người. 5 dòng nha. 5 dòng 36. Ngoài hình thì như thế này đây. Đây, đây còn nhờ cái cân giả trúc. Cái này cái số 2 mình bán 150.000. 150 nha. Rồi, số 3 là một cái cân rất là hay. Cân này á là cân tay rút. Nhưng mà người ta người ta chỉ lại thành cân cực trong. Đây. Ông chủ trước của cái cân này người ta chỉ thành cân cực trong này, chỉ thành cân cực trong mà ở đâu đấy vẫn có đâu đâu bu bọc inox luôn.
chị rất là hay. Đó, kiếm người ngoài nhá. Cái đi. Ok, đây inox đấy. Đây. Đây còn có một cái khẩn này này. Mọi người có thể buộc cửa qua đây được. Không thể sợ đây. Đây, cái cân này người ta chế thành cân cực trong. Đây. Khoét một lỗ ở đây. Làm cái lỗ cho cửa vào. Chế thêm một cái bát nữa. Sao ông này cũng gần ngược ta. Bát này là gì đấy? FK ờ, FK FS6. FK FS6, inox không rỉ nha mọi người. Cân này chất liệu fit. Rồi, các phần này á đều được bọc inox này. Bọc inox cương lực này. Cân này fit. Ông này chế hai thiệt. Đây mọi người xem ngoài hình luôn nha. Đó. Đó, phá hai. Ô, mình quên để mỹ giống rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giống cả thảy nha mọi người. Tất cả 7 giống. Cái cân này á, cái phần đọt này á, cái phần đọt này là 1.8, vươn ra 1.8, vươn ra 49, thu về là 85 cm, nó nặng 300 g. Đây nặng 300 g. Rồi cái này cái số 3 mình bán 300. Theo đánh giá cái cân này thì mình thấy nó còn khoảng 60%. Rồi một cái cân hai khúc, cân hai khúc, cả này cân gỗ, cả này được làm bằng gỗ, đó, cả này được làm bằng gỗ, còn ở phía trên là fib rồi, fib được bọc fib hay nhựa tổng hợp đấy, à cái này là nhựa tổng hợp chứ không phải fib nha mọi người, à rửa đấy, à sợi thủy tinh, cái này là sợi thủy tinh, ở ngoài trời mưa to mới nói to một xíu nha. Cái sợi thủy tinh. Cái cân này á, nặng 340 g. Nặng 340 g. Đọt của nó đọt 3.6. Vươn ra là 1.8. Thu về là 93 cm. Đây, nó như thế này đây. Ngoài hình tổng thể của nó nha. Rồi, mình cho mọi người xem cái đọt. Này. Đọt 3.6. Cứng, cứng ngát luôn. Cân này cầm giật con cá được. Đó hả. Đây phần này người ta gia công này, cái này như là đông á, còn người cái này là inox, cái này cũng inox đó. Khuyên á, khuyên thì cái này có cả thầy là 3 4 khuyên, nhưng hiện tại ở đấy á thì khuyên cái này thì con này, con tốt này, cái phần khuyên này á thì mất cái khuyên mất rồi. Mọi người về buộc lại, kiểm kiếm cả buộc lại này. Phần này á thì mất cái vòng khuyến rồi, còn cái này thôi. Còn cái đầu bố á, đầu bố thì vẫn còn. Đây, khuyến đá. Phần này thấy thích nhất là cái phần này này. Đó, cái này thích nhất phần này này. Rất là cứng. Đây, con bát á là bát inox không rỉ. Bát inox không rỉ, bát vằn inox không rỉ nha. Phần tay cầm này là cán là gỗ. Cái cân này của Đài Quá nha mọi người. Cân Đài Quá. Đó. Ok. Rồi, cái cân này thì cân này mà ngón tay thì mình bán 350. Nhưng mà bán để về mọi người thay khuyên thì mình bán 200. Cái số 4 200. Rồi, số 5 là một cái cân Shimano. Đây, mọi người xem qua ngoài hình của nó nha. Đây. Cái cân này thì nặng 440 g. Đọt của nó là đọt 1.6. Vươn ra là 5.1. Thu về là 106 cm. Đây, phần này người ta bọc nhờ này. Đó. Chuối cả này bằng gỗ này. Đây bọc kim loại này. Phần này cũng bọc nhờ này. Đó.
Rồi, mọi người xem đọt nha. Đây, đọt này đọt cứng. Cũng phải cứng vừa phải thôi. Đó, đọt nha. Rồi, cắt đột ở phía trong, mọi người xem cắt đột phía trong nha. 1 2 3 4 5 6. Cho thầy là 6 đốt. 6 đốt dài 5m1 nha. Đọt nè, đọt chỗ này hình như đọt thủy tinh. Còn cân thì chất liệu phíp. Rồi, khuyên. Khuyên thì ở đây có bao gồm cả đầu bú á, là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cái khuyên. Tất cả đều là khuyên ở ngoài là inox không rỉ hết. Bọc inox không rỉ hết. Ở phía trong á, ở phía trong này á, là kia đá xám, đá đen nha mọi người. Chỉ có duy nhất một khuyên bị mất đá. Đây, vì nó gãy cái này nên nó rớt đá ra này. Cái này về mọi người bỏ cái khuyên đá vô rồi chậm lại gãy được. Không có thì quấn nhơ cũng được. Cái này quấn nhơ căng chắc nè. Đó. Ok chưa? Cái cân này Shimano nha mọi người. Rồi. Bát của nó là bát FK FS8. FK FS8. Rồi, cái này ngoài hình thì mình thấy còn khoảng 60%. Cái này cái số 5. Số 5 cái này mình bán 350 ngàn nhá. 350. Rồi, số 6 là một cái cân của Daiwa. Đây. Cân tay. Cân tay nha mọi người. Cái này lấy về cũng có thể chế được cái kiểu là cân cực trọng như cái cân hồi nãy này. Rất là hay này. Đó. Đó. Ngoài hình của cái này thì đây, theo mình thấy nó cũng còn khoảng 60%. Cân này quá nha. Cái này nặng 300g. Đọt của nó đọt 0.9, vươn ra 5m3, thu về như thế này 92 cm. Rồi, mọi người xem phần đọt này, đọt 0.9 đọt mạnh nhá. Mạnh dẻo. Đọt này đọt thủy tinh này. Đó, cân này thì chất liệu fix rồi. Đọt thủy tinh. Rồi, mọi người xem ngoài hình các giọng ở phía trong này. 1. Có bọc inox hết nha mọi người, bọc inox. Bọc inox chống tước cân hết. 1. 2. Này. 3. 4. Ồ, còn đẹp. 5. Ở trong này còn bóng mượt rồi. 6 7 7 giống nha mọi người. 7 giống. Cái này về chế cân cực trọng hơi bị hay đó. Đây. Đây, bỏ phần đọt này đấy. Phần đọt này là thường thường nhà sản xuất người ta hay đi tới đây là người ta sẽ làm đọt thủy tinh này. Đó, mình chỉ cần kiếm một cái đầu bú của cân cực trọng để vào đấy nữa. Là thành cân cực trọng, khuyết một lỗ ở phía dưới nữa thôi. Cân cực trọng kéo mới sướng. À, chế thêm một cái máy nữa. Khá rắc rối đó. À, chế thêm một cái bát nữa. Rồi, ok. Cái này cái số 6. Số 6 cái này mình bán 250 ngàn. Số 7 là một cái cân Olympic. 3 khúc. Đẹp. Cả này cân gỗ. Còn là cân là fib rồi. Chất liệu cân là fib rồi. Cái này á thì mọi người xem qua ngoại hình của nó nha. Đây. Cái này thì mình thấy là nó nặng 380g. Đọt của nó bọt 3 ly 2. Dài 27. Thu về là 96 cm. Cái cân 3 khúc. Này. Cái này gập được nha mọi người. Đó.
Ok. Nếu như không tính bao gồm kia cái này á, cái này không bao gồm kia giá đỡ này á, thì nó sẽ là 1 2 3 4, có 4 cái khuyên cả thầy. 4 cái khuyên. Đây, phần đọt này người ta cũng làm là đọt thủy tinh, đọt tháp này, đọt tháp thủy tinh này. Đây, đọt tháp thủy tinh. Cứng, độ cứng 20 trở lên nha mọi người. Độ cứng 20 trở lên. Khuyên inox có bọc đá trắng, có đá trắng ở phía trong hết. Ok. Ba khúc này còn rất là mới. Cái cần này nhìn còn rất là mới nha mọi người. Cần Olympic còn rất là mới. Theo mình đánh giá thì ngoại hình của cái cần này còn khoảng 80%. Đó, theo bản thân mình đánh giá thôi nha. Đó. Ok, phần cả này cần gỗ. Bát của nó là bát vặn. Inox không rỉ, bát vặn. Inox không rỉ. Chỗ này có dính kéo đây này, chứ không phải là xước đây này. Olympic 8. Ok. Chất liệu của cái này là fib nha mọi người. Cái cân số 7. Cái cân số 7 này mình bán 450 ngàn nha mọi người. Rồi, số 8 là một, cũng là một cái cân 3 khúc. Đây, ngoại hình tổng thể của nó như thế này đây. Cái này nặng 200 g. Đọt của nó là đọt 2.4 L. Vươn ra là 2.5 m. Thu vào như thế này là 87 cm. Cân này là Kanto. Kanto thì là hiệu thương hiệu nội địa Nhật. Đây, chất liệu của cái cân này cũng là fib. Cán thì được làm bằng cán gỗ. Ok. Đọt 2.4 L. Để mình xem độ cứng nha. Độ cứng này khoảng 15. Độ cứng 15. Khuyên á, thì cái cân này có 4 khuyên. Đây, 4 khuyên. Tất cả đều là khuyên inox. Ở phía trong là đá trắng hết. Đây, mỗi đầu đều có bọc inox bảo vệ khỏi tước cân. Kanto, cái cân Kanto này khá là đẹp. Này, bát con mới cáo này. Inox không rỉ nha mọi người. Đây. Cái này là cái số 8. Mình bán 300. Rồi, số 9. Cái cân này 36, hiểu gì để mình cũng không biết nè. Cái này nặng 180 g, đọt 21. Vươn ra 36, thu về là 102 cm. Đây, ngoại hình tổng thể của nó đây. Cái cân này theo mình thấy thì còn khoảng 70%. Đây, mọi người xem nha. Cái này á thì là nó không có phần đọt. Nó không có phần đọt. Nên người ta để cái khuyên ở đây, người ta bọc. Bọc cái để khuyên ở đây. Người ta đổ keo vô phía trên đầu nữa. Đổ keo vào phía trên đầu nữa. Coi như cái phần này là đầu bù. Đó. Người ta chỉ rất là hay. Đó, mình điểm này. Một. Mọi người xem ngoài hình cặp giọng phía trong nha. Một. Hai. 3 4 4 giống nha mọi người. Rồi, tiếp tới phần khuyên này. Khuyên thì cái này có 1 2 3 4 5 6. 6 khuyên. Số khuyên 6 khuyên inox. Ở trong là đã đen hết. Đó, cần tay trơ máy. Ở đây thì người ta bọc nhờ này. Nhờ này,
bọc nhờ đây nè này, bọc nhờ đấy, trời mới to mới sẽ nói to nha. Đây là bạt trượt Fuji FS6 inox không rỉ luôn. Đây là bạt trượt Fuji FS6 inox không rỉ. Cây này cũng chất liệu fit nha mọi người, cái cân này chất liệu fit nha, fit. Rồi ok, cây này mình sẽ bán với giá 180.000. Cái số mấy rồi, 9. Cái số 9, 180.000. Rồi, cái số 10 là một cái cân 2 khúc. Cái cân 2 khúc này của Olympic. Olympic. Đó. Cái cân này thì nặng 240g. Đọt của nó đọt 2 ly. Vượt ra 2m1. Mà thú về như thế này là 1m1 nha mọi người. Đây mình thử đọt này. Ồ, đọt này đọt tháp. Rất là cứng. Đồ cứng này, đồ cứng khoảng 20 trở lên nha mọi người. Đồ cứng 20 trở lên. Rồi, đồ cứng 20 trở lên. Những chỗ kia khuyến này á, người ta đều làm in bọc nhờ hết này. Cân Olympic người ta làm rất là kỳ. Cái cân này còn rất là mới nha. Đó, Olympic. Bạt này, bạt nhựa Olympic đó này. Bạt vằn nhựa Olympic đó này. Đây. Phần này được làm bằng nhựa. Còn đây là fit. Fit nhưng fit này là fit gì ta? Chất lượng fit rất là cao, tỷ lệ fit rất là cao nên nhìn cân rất là chắc. Khuyến ở đây thì có 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 khuyến bao gồm cả đầu bu, tất cả khuyến đều còn rất là đẹp. Đây, bọc inox cực lực chống xước. Cái này là cái số 10. Mình bán 350.000. Cái này theo mình thấy á thì ngoại hình của nó còn trên 80%. Rồi, 11 là một cái cân tay trợ máy của Ryobi. Đây mọi người xem ngoại hình nha. Cái này á thì nặng 140g. Đọt của nó là đọt mảnh 0.5. Đọt mảnh 0.5. Dài 3m. Thú bây giờ 85cm. Đây, đọt thủy tinh. Cái này khuyên ẩn ở phía trong nha mọi người. Khuyên ẩn ở phía trong. Đọt thủy tinh. Đây, cân này cấu thủy tỷ sướng luôn. Nó không rỉ này. Cân này cấu rất là sướng. Rồi mọi người xem ngoại hình phía trong nha. 1 2 3 Chỗ này bị mất một cái khuyên ẩn rồi. Chỗ này bị mất cái khuyên ẩn chỗ này rồi thì phải. Khuyên ẩn này, cái này thì dễ, mọi người về lại cái kẹp dễ á, uốn lên cái là xong à. Vậy thôi. 1, 2, 3 này. 4. Rồi, khuyên cái như thế này đây. Khuyên cái inox ở phía trong vẫn còn đá trắng. Cái này chất liệu là fit nha mọi người. Fit đỏ. Đây, bát rồi bát trượt Fuji. FS5 FK. Ok. Ryobi này. Ryobi này, Ryobi nội địa rồi chứ không phải Ryobi Hàn Quốc đâu. Phần dưới này được làm nhám để mình cầm khỏi bị trượt. Dưới này là nhựa làm nhám. À đúng rồi. Cái này theo mình thấy thì ngoại hình nó còn khoảng 60%. Cái này là cái số 11, mình bán 200.000 nha. 200. Rồi, 12 là một cái cân 2 khúc. Cái cân này cũng của Olympic luôn. Cái cân 2 khúc của Olympic. Cái này là cân gỗ này.
phân này là gỗ này, còn đây phân cân á là phíp. Đây mọi người xem qua ngoại hình của cái cân này nhá. Cái cân này á thì nó nặng 260 g, đọt của nó tới 40 lận. Đọt 40. Dài 21. Gập lại như thú vị như thế này là 109 cm. Đó, bọc inox ở đây này. Rồi. Đọt 40. Đồ cứng này, đồ cứng là đồ cứng này là 50 nha mọi người, khoảng 50. Mình thấy đồ cứng này khoảng 50. Rất là cứng. Đồ cứng khoảng 50. Rồi. Cân này á thì có tổng thể là 1 2 3 4 5 cái khuyên. 5 cái khuyên, nhưng mà ở đây bị mất 3 cái khuyên rồi, chỉ còn 2 cái thôi. Nhưng mà vấn đề quan trọng là cái đầu bú vẫn còn nguyên này. Đó. Khuyên này vẫn còn nguyên này. Rồi. Bị mất 3 cái khuyên này. Nó mất cái vòng khuyên mất rồi. Đó. Thật ra cái vòng khuyên này là vòng rời. Vòng khuyên này là vòng rời, chứ không phải là vòng đi theo cần. À không phải là kia. Cái vòng khuyên này này là nó rời chứ không phải đi theo cái khuyên này. Hiểu ý mới nói không ta? Cái này á thì thật ra người chủ trước của người ta, người chủ trước cái cân này không biết người ta chế sao á, người ta tháo ra, tháo cái vòng này ra chứ không phải cái này nó bị cấu hư, nó mất đâu. Cái này người ta tháo ra này, cái này người ta tháo ra được đây. Thì có như á, cái cân này á là mình bán cân trắng thôi, cho về mọi người tự làm lại thôi, thì mình sẽ bán giá tốt để mọi người về tự làm lại. Bát là bát Fuji, à bát vàng inox không rỉ. Tay cầm là gỗ. Thông số thì mình đã đọc như thế nha. Cái này á, coi như mình bán cân trắng, cho mọi người về bỏ lại khuyến cũng được. Mình sẽ bán với giá khá hợp lý. Cân này mình bán 250 ngàn. Cái số 12, 250 ngàn. Nha. Quá rẻ với một cái cân trắng Olympic rồi. Rồi, 13. 13 là một cái cân đai qua. Cân tay trợ máy, đai qua. Đây, mọi người xem thử đây. Cái này nó nặng 120 g. Đọt của nó đọt 0.9. Vươn ra là 0.9 lý đó. Vươn ra là 3m1. Thu về như thế này là 86 cm. Cái cân này mình thấy ngoài hình của nó còn khoảng 60% thôi. Đây, đọt của nó này. Đây là các cái khuyên ẩn ở phía trong nha mọi người. Khuyên ẩn nha. Đây. Cân này thì chất liệu phíp, đọt là đọt thủy tinh. Đọt mảnh. 1 này. 2 này. 3. 4, 4 giống. Rồi, phần khuyên của nó. Phần khuyên của nó ở đấy á, mình xem như là bỏ luôn. Bán cân trắng cho mọi người luôn, chỉ có phần đọt á là còn nguyên. Nguyên là các cái khuyên ẩn hay thôi. Đó. Còn khuyến này á, thì mới coi như là bỏ luôn. Này. Khuyến nhựa mà bị bể hết rồi. Chỉ còn một cái khuyến này là con đá này. Ở đâu có. Khuyến này con đá thì bị bể. Con bá khuyến này á. Ờ cũng bể luôn. Bể. 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 Coi như mình bán cân trắng thôi. Đây. Cái phần này được bọc nhờ nha mọi người. Phần này được bọc nhờ. Ở dưới đây cũng là phíp luôn. Được bọc nhờ này. Bạt là trượt ép cá ép 6 đó. Cái này mình bán, cái này của đây qua, cái này mình bán 150 ngàn. 150 ngàn. Về mọi người lấy cái cân trắng tứ ra mày khuyên cũng được, vì cái này quan trọng á ở cái đọt này này. Cái đọt này quá ngon luôn, đọt thủy tinh ăn nhau ở cái đọt này thôi. 150 nha mọi người. 13. Rồi. 14. À không. Cái này mình sẽ không bán. Ai mua cái cân này mình sẽ tặng kèm. Ok. Cái này á thì nó nặng có 20 g. Đọt này 1.3.
dài của nó 90 cm. Đó, nó như thế này đây. Đây, inox này. Inox xoắn. Khuyên này, khuyên tự chế. À không, cái này nó sản xuất ra như thế này luôn, không phải tự chế đâu. Cái này chất liệu cũng là fit. Cái này cần gỗ. Gỗ mềm. Cái này tặng kem này. Tặng kem 15. À 14. Tặng kem 15. Cái này cho cái 14 đi nha. Rồi ok, cái này sẽ là cái 14. Cái này để mình tặng. Rồi cây 15. Cây 15 là một cây cân tay fit rất là dài, rất là gọn. Nó từ những cái cân này xỉu nữa gọi gì, mà tự nhiên kẹt theo cái này là thấy khó gọi nè. Đây, ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Cái cân này mình thấy ngoại hình của nó còn khoảng trên 70%. Nóng để hiểu gì, một trong chữ nhật thôi. Tạm dịch ra là cân cấu chất lượng cao. Phíp đỏ nha mọi người. Đây. Cái này á, thì nặng tới nặng 860 gram. Đọt của nó đọt 1,5. Vừa ra tới 78. 78 thu về thì 136 cm. Thu về 136 cm. Đây đọt này. Đây. Ok. Đọt rất là đẹp. Rồi, chỗ đấy á, chỗ này này. Chỗ này người ta có bọc cước và đổ keo ở chỗ này. Nhưng mà theo mình thấy á, thì cái chỗ này không phải là bị gãy bể, mà không biết vì sao người ta lại làm như thế này, hay là người ta làm để tăng cái độ cứng của cái này thôi. Còn cái này không phải gãy bể nha, mình thấy người ta đổ keo sẵn này. Bọc cước đổ keo. Ở đây. Rồi, mọi người xem ngoại hình cặp giọng ở phía trong. Cái này thì còn rất là mới. Một này. Đây. Hai này. Ba này. Đây cũng được bọc cược nữa đây mọi người này. Đây. Chỗ này cũng được bọc cược đồ kéo này. Ba. Bốn này. 5 này. 6 này. Bài 8, 8 giống nha mọi người. 8 giống. Ok, tạm giống. Đây. Cái cân này á thì là cái số 15, mình bán 450 ngàn. Tặng thêm cái cân này nữa nha mọi người. Đây, tặng thêm cái cân nhỏ xíu này. Rồi, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Ai mua hàng thì liên hệ mình là 0786 55 55 99. Cảm ơn mọi người nhiều.